trong anh, giờ đang chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Thank you.